có các mức lựa chọn sẵn cho các bạn ở đây, đó là low rồi đến epic, low medium high epic để xem nào. Epic là cái cao nhất á. Thì khi mặc định thì nó đã cài cho mình hai rồi, nhưng mình sẽ thử đặt vào lên là epic xem sao. Antila nó sẽ kéo mắc lên luôn. Vì mình cũng muốn thử xem là cái tựa game này nó cái cạc của mình có khả năng cân được cái tựa game này không. Sau đó thì mình sẽ ấn apply config trong phần video input setting. Cái này mình sẽ không chỉnh game setting, không chỉnh luôn. Control mapping, đây là điện tử tay bấm các bạn. Mouse keyboard mapping, đây là cái nút sử dụng trong game nha các bạn. Các bạn hãy học thuộc để có thể đó là chơi game một cách nhuần nhuyễn nhất, thoải mái nhất. Vehicle key mapping, đây là xe. Controller key mapping, Jason key mapping. Đây là nếu mà chúng ta vào vai nhân vật bỏ chạy thì sẽ là điều khiển bên đây. Còn Jason ở đây là người đi săn thì sẽ sử dụng các phím nút như thế này, thế nào? Còn lái xe ở đây, thế nào? Mình sẽ để mặc định hết. Bây giờ mình sẽ vào game thử cho các bạn nhé. Quick play là vào cái phần online vậy. Sau đó mình sẽ vào phần offline play, thế nào? Offline bot. Mình sẽ what the fuck? Đây là cái map à? Cycle lay, crystal lay, small crystal lay. Mình sẽ vào cái crystal, cái hồ crystal nhỏ này. Jason này. Mình sẽ vào vai Jason này. Có các skin sẵn cho các bạn lựa chọn này các bạn. Cái này nhìn hầm hố đấy. Ship water speed cannot run reef chang destruction westbound chang. Đây các skin, các skill, rap skill sử dụng để kết liễu nạn nhân. Như nào, các bạn có thể lựa chọn các skill ở đây. Non westbound và với westbound được chưa nào? Mỗi cái skin này nó sẽ ứng với cả một cái loại vũ khí riêng. Như nào, chúng ta lúc đó sẽ chọn được cái phần westbound ở đây. Lát hit khác nhau, như nào? Các bạn thích bóp cổ, đạp cổ, what the fuck, sao cái game này? Rồi, mình sẽ chọn những cái nào mà nhìn nó bớt kinh dị nhất. Bóc mắt quẻ, xuyên người, đấm hàm, chặt tay, chặt chân, what the hell. Ok, bây giờ mình sẽ accept. Sau đó mình sẽ chọn chế độ đó là easy, normal và hard. Mình chọn thử hard nhé. Quân sẽ nói đây là số người mà chúng ta sẽ săn đuổi trong game này. Các bạn có thể lựa chọn 1 đến 7 để chơi nào. Mình sẽ để 7 luôn. Và ấn start. Đây, game đang load nhé các bạn. Bản đồ mình chọn đó là Crystal Lake Small. Cái hồ Crystal nhỏ. If Jason touch enough damage, his mask can be knocked out. Oh. Đây, chúng ta sẽ vào vai anh chàng Jason này và đi săn mấy người còn lại. Hunt down everyone. Cái gì đấy? Giữ phím E làm gì vậy? À, những con dao các bạn ạ. Giúp những con dao. Dao nữa nào? À đây à. What the hell? Hai cái xác ở đây. Ship phải đi nhanh các bạn. Không sẽ đi bình thường thôi này. Mình sẽ ấn thử R là cái gì vậy? À bẫy các bạn ơi. Mình sẽ ấn số 1 nữa. Đây là toàn bộ map Smalley, Crystal Smalley được chưa nào? Chúng ta có thể tới đâu đó nhỉ? Đây đây. Click vào cái là chúng ta tự động tới nơi. Và cái thời gian chúng ta có thể teleport như vừa rồi là sẽ con đào. Drop FPS rồi các bạn ơi. Mình bị drop FPS rồi, FPS tụt quá. Mình sẽ để cái này xuống phần The hell. Rồi, default nào.
Rồi đấy, đi sau. Ok, chơi đại đi. Không vấn đề gì hết. Các cái điểm tròn tròn trên bản đồ ấy, các bạn thấy ấy, đó là nhân vật mà chúng ta sẽ tới để bắt đấy. Thế nào? Có 7 cái vòng tròn nó tất cả. Những chấm tròn tròn đang tỏa tỏa ra. Nó tỏa ở đâu là có người ở đó. Kìa, các bạn thấy không? Mình thấy một đứa rồi. Mình sẽ ấn số 2 để có thể có được cái tầm nhìn ban đêm. Nó rõ hơn rất là nhiều đúng không nào? Đây là skill đặc biệt dành cho Jason, anh chàng thợ săn. Và nó cũng con đao luôn. Trong nhà như có người rồi vậy. Cái vòng tròn khá là to. Vậy là vậy rồi. Chuột phải để bắt nữa các bạn. Chuột trái là để chặt cái rìu. Còn ấn cái nút cái gì ta? Ném dao. Ây à, nó bắn mình. Ấn vào cái nút thanh cuộn con chuột ấy, là chúng ta có thể phi con dao mà chúng ta vừa nhặt được. Bây giờ thì sao cái nhân vật chúng ta chạy chậm như này nhỉ? Sao bắt người ấy? Lấy con dao nào. Phi được một dao mà đối phương chẳng thua gì. Mình có một skill mới, đó là skill số 3 các bạn ạ. Trong nhà này có người, chắc là như vậy rồi. Mình sẽ phá khóa. À đây rồi. Phá cửa để vào. Ơ sao cái cửa này khỏe vậy? À đây rồi. Cái gì đây? nó ra ngoài mất rồi. Phá cửa. Và cũng không hoài cả. À, người ta phá cái giường xem có ai chui dưới gầm giường không. Có vẻ như các mục tiêu của mình chạy mất rồi. Lại phá cửa và đi ra. Nhìn anh đốn củi vậy. Chứ không phải là thợ săn người nữa. Come on bro. À có một người ngay ngoài. Nhanh nào nhanh nào nhanh nào nhanh nào. Ơ mình phá cửa chui ra thì nó lại chui vào. Mày ơ. Kìa rồi mình sẽ ấn số 3 để sử dụng skill đặc biệt của Jason. Tóm, ui chưa rồi. Đây rồi. Ấy, có phản kháng được à? Stand available. Ê à. Cắm con dao vào cổ mình các bạn ạ. The hell this guy. Chạy đâu rồi, nhanh vậy. Mình sẽ sử dụng cái skill đặc biệt này để vô anh. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cái gì đây? À đây rồi, túm được một đứa rồi. They deserve to die, Jason. Make them suffer. What the hell? Thế ra? Really? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi bắt mục tiêu tiếp theo. Khi nào bắt được 7 đứa, chúng ta lúc đó chúng ta sẽ quit game. What the fuck? Như nó lấy cái gì nó bắn mình ấy. Rồi, mình túm nữa này. Hai mình tự đào vào bẫy mình ra. What the hell. Skill số 4 là à bắt người một cách có thể nói là bí mật. Đây nào, đây trong nhà có 3 người cơ. Càng đét nhỉ. À đây rồi. Sử dụng skill nào. Ấy, vướng cây rồi. Đó. Có một đứa vừa chui vào nhà các bạn. Mình sẽ thay đổi mục tiêu. Hello. How are you?
Mở cửa nào, mở cửa nào. We have friend. Mở cửa nào. Ui, cái công đoạn phá cửa lâu quá các bạn ơi. Cảm giác khó chịu thật. Cái dìu rõ to, cái cửa bé như cái lỗ mũi vậy. Hello. 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 Ơ, nó chui ra ngoài rồi à? Ôi. Đi lại phải thôi, không phá cửa đâu. Chúng ta là người lịch sự, chúng ta sẽ đi lại cái cửa mà chúng ta vừa phá đâu đấy. Exit kìa. Cái vòng tròn này khá to, mình sẽ đổi mục tiêu luôn. Mục tiêu chạy kia chạy nhanh quá. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy hộ cái, chạy hộ cái. Ơi, vướng tường. Mày. Gì. Số skill số 4 à. Đi nhẹ nói khẽ. Túm. Ui, lại chưa thôi. Ui. Bắt thế này khó nhỉ. Có lẽ quen chuột, quen chiếc các kiểu nó bắt được. Không lẽ giờ phá cửa xong nó lại chui ra cửa sổ đi cửa khác ấy. Thực sự là bực mình ấy. Ở đây nào, ở đây nào, ở đây với anh nào. Mày. Mày. Where are you bro? What the fuck gì vậy? Oh here, here boy. Ơ tóm được rồi thì làm thế nào để win nữa nhỉ? The hell. Really? 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 Mày không ấy. Ấy. Ấy, chưa rồi. Ăn một dìu vẫn sống được. Really? Mà một đứa khác lại chui vào trong đúng cái nhà này. Ô, cái game này thật là vãi lửa. Ơ, và thằng này lại chạy quay lại các bạn ạ. Và nó ăn ba dìu và nó không sao cả. Ui, what a game. Cái gì nữa đây? Gì nữa đây chị? Và thằng này lại chạy quay lại. Mình chọn skill số 4. Cái góc nhìn quái gở như thế này. Ew. Don't stop Jason. They deserve to die. Ew. Make them suffer like we did. Là đi là nhanh nhưng mà tức rằng chúng ta không được xem cảnh đó. Bây giờ thì bắt mục tiêu tiếp theo nào. Come on, get back here bro. Ôi, nó cầm dìu chơi lại mình các bạn ạ. Ew. Gấu thật. Thôi rồi, đó là một chút về gameplay của Never Die. Ok, I know it. Rồi, đó là một chút về gameplay của game The Friday. The 30 game. 30 the game. Cái tên có đọc vậy. Như vậy là mình hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack game rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình nhé. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất. Được chưa nào? Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn.